bác khá là nhiều các bác mua TV và thì gặp phải cái khó khăn trong việc kết nối âm thanh từ TV Samsung ra loa, ra sao ba hay là ra hệ thống các dàn hát karaoke tại gia đình. Thì trong clip này thì em sẽ hướng dẫn cũng như là lưu ý các bác một số các vấn đề khi mà muốn kết nối âm thanh từ TV Samsung xuống. Tất cả các dòng TV Samsung thì các bác đều có thể làm theo cách này các bác nhé. Thì rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cái cách là nhấn vào đăng ký để theo dõi thêm những cái clip em quay review cũng như cập nhật hướng dẫn sử dụng các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Khi mà cắm âm thanh từ TV xuống âm ly hay là muốn kết nối âm thanh ra để nghe nhạc trên loa sao ba, loa tháp mà trên TV không có cổng 3.5 ấy, thì bắt buộc mọi người sẽ phải sử dụng cái bộ chuyển đổi như em đang cắm đây. Cái bộ chuyển đổi này nó sẽ có tác dụng là cắm từ cổng optical. Em zoom này mọi người xem nhé. Đây là cổng optical này. Cái cổng optical này là cái cổng quang, gọi là cổng quang. Trên các thiết bị mà nó không có cổng optical như cái con loa tháp này thì bắt buộc sẽ phải sử dụng bộ chuyển đổi từ cái cổng quang ra cổng 3.5 này. Thì khi đó thì nó sẽ cắm là cắm qua cái bộ chuyển đổi này. Cái bộ chuyển đổi này thì nó sẽ có các cái đầu vào và đầu ra. Đầu ra thì có ký hiệu là output, đầu vào thì có ký hiệu là input. Đây mọi người nhìn chữ input này. In là vào, còn out là ra. Thì khi đó cắm thì nó sẽ có một cái dây nguồn. Thì cái dây nguồn để cấp nguồn nó có ánh sáng đỏ cho cái cục này ấy, thì mọi người sẽ phải cắm vào cái cổng USB 0.5A ở trên cổng của TV Samsung. Đây, USB 0.5A này. Đấy mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, một cái dây này dây nguồn cắm cho cái cục chuyển đổi. Dây này dây quang để tách âm thanh từ cổng quang cắm vào cục chuyển đổi. Và từ cổng chuyển đổi sẽ cắm cái dây 3.5 để tách âm thanh qua cái đầu đỏ trắng này, qua cầu đầu đỏ trắng này lên những chiếc TV mà có sẵn cái cổng 3.5, cổng tròn. Còn TV mà không có cổng tròn, TV không có cổng tròn mà TV chỉ có cổng đỏ trắng, chỉ có cổng đỏ trắng như cổng AB ở trên âm ly, thì mọi người sẽ đảo đầu cái này cắm vào cái cục chuyển đổi. Còn đầu đỏ trắng kia thì sẽ cắm ra âm ly hoặc là cắm vào cái cổng này. Và khi đó thì nó sẽ có ký hiệu là AUX1, AUX2. Thì trên cái thiết bị mọi người sẽ phải chuyển đúng cổng thì âm thanh nó mới có thể ra được. Đây là cái sự đồng bộ và mọi người sẽ phải hiểu từng bước nhé. Đầu tiên là phải cắm dây nguồn vào cổng 0.5A. Thứ hai là cắm cổng quang từ TV, cắm đúng khe, đúng cựa xuống cái cục chuyển đổi. Từ cục chuyển đổi cắm đầu ra của dây, cái lối ra âm ly hoặc loa qua cái dây 3.5 này. Dây 3.5 này phải lưu ý là với trên thiết bị mà có cổng đỏ trắng thì mình sử dụng dây 2 đầu. Không có cổng đỏ trắng chỉ có cổng 3.5 thì sử dụng dây 1 đầu. Đấy. Sau đó thì còn một phần nữa ở trên TV Samsung để có thể cài đặt được thì mọi người sẽ phải truy cập vào cái phần này. Là rất là nhiều bác gọi điện về Ecomat hỏi này, do là các bác không có cài đặt đầu ra âm thanh. Không có cài đặt đầu ra âm thanh ở đây thì tiếng thì nó sẽ không thể tách được âm thanh được. Chẳng như bây giờ chuyển cái định dạng này không phải định dạng PCM để tự động thì ngay lập tức tiếng nó rè. Còn nếu mà mọi người chuyển về cái PCM đấy, thì âm thanh nó sẽ tách ra được. Đấy, đấy là cái khác biệt và cái lưu ý mà khi mà tách âm thanh bắt buộc phải chuyển cái định dạng âm thanh kỹ thuật số này về PCM thì khi đó tiếng từ TV xuống loa xuống âm ly thì mới có thể tách, mới có thể thành công được. Đấy, các bác phải nhớ các bước nhé. Cài đặt chuyên môn này ở trong phần menu vào phần âm thanh. Trong phần âm thanh là chọn đầu ra là quang học rồi. Còn khi nào mà không thích nghe nữa rút ra, muốn nghe loa TV thì phải chuyển về loa TV. Đấy. Thì cái bước này em hướng dẫn để các bác biết được là cái cách tách âm thanh ra như nào, các bước làm như nào và lưu ý ra sao. Cũng có thể dùng Bluetooth nhưng Bluetooth nó sẽ không được ổn định, chập chờn và hay bị mất kết nối và thường phải kết nối đi kết nối lại. Thì sử dụng bộ chuyển đổi, sử dụng cái dây quang bộ chuyển đổi rắc 3.5 để tách âm thanh và vào chọn trong phần cài đặt để chọn chuyển sang chế độ PCM. Thì đấy là những cái bước quan trọng mà khi mọi người tách âm thanh từ TV xuống. Cái bộ chuyển đổi ở đây thì là có cái tác dụng là chuyển đổi âm thanh từ cổng quang từ trên TV xuống, sau đó từ bộ chuyển đổi cắm lên loa qua jack 3.5, một đầu 3.5 và một đầu là jack hoa sen đỏ trắng. Thì các bác cần hỗ trợ thì điện trực tiếp về hotline 0974178586, hoặc các bác cần mua bộ chuyển đổi thì chuyển có thể qua trực tiếp các sàn của siêu thị điện máy Ecomat, Ecomat Đông Anh hoặc Ecomat Mê Linh thì bên em đều có những sản phẩm này.
Cảm ơn các bác.